bị thi hành án hai bản án từ năm 2014. Gia đình bà Phan Thị Bích Hằng, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ mới đây vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc gia đình bà bị chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn bị thu hồi diện tích ngoài bản án để kê biên, phát bại hơn 90 mét vuông đất do không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi chúng tôi làm ăn nó không thuận và nó gọi như thua lỗ, tôi trả tài sản, không có tiền tôi trả bằng tài sản cho ngân hàng là 122 mét vuông đất. Thì thi hành án chỉ có quyền thi 122 mét đất của tôi thôi, còn phần còn lại tôi không thế chấp, anh không có quyền thu của tôi. Vì cái đất này là đất tôi mua phân lô, không phải là đất tôi lấn bờ, lấn thửa hay khai hoang phục hóa. Diện tích dôi lên là do cái hành lang điều chỉnh địa giới hành lang, và năm 2021 là đo đạc lại toàn bộ hay diện tích đất của các hộ trên địa bàn xã. Diện tích nó lên, bây giờ diện tích nó lên như thế thì đương nhiên là cái diện tích thực tế đấy, phòng tài nguyên và điện chính xã là diện tích thực tế đấy, thì bây giờ nó còn dư hơn 40 mét vuông đấy, thì bây giờ là cái thứ nhất là bây giờ nó nằm ở mặt đường, thế bây giờ mà không xử lý cái đấy thì không ai không xử lý được cái tài sản đấy. Thứ hai nữa là cái diện tích đấy thì làm lợi cho gia đình sĩ Hằng, anh em kê biên. Làm việc với phóng viên VTC, cả Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Sơn và Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ đều thừa nhận có việc thu hồi sai diện tích theo bản án. Tuy nhiên, các cơ quan này khẳng định đã làm đúng pháp luật và không cơ quan nào nhận trách nhiệm và giải quyết quyền lợi đến cùng cho người dân. Cục Thi hành án tỉnh đã làm việc với lại Ủy ban huyện Thanh Sơn, yêu cầu Ủy ban huyện Thanh Sơn cho biết rõ cái việc cấp cái đất đó thuộc vào hành lang giao thông có được sử dụng hay không được sử dụng. Như Cục Thi hành án tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm văn bản, cụ thể là đã 3 lần làm văn bản, nhưng đến nay Ủy ban huyện Thanh Sơn chưa có văn bản trả lời. Giữa cái phần đất chênh lệch đấy, có thể xử lý được cái bố trí để mà giao cho cô để cô làm nhà ở. Thế nhưng mà vì nó lại tòa đang thụ lý, nên là khi mà tòa thụ lý nó đến mà mời huyện sang có ý kiến là thì huyện sẽ có ý kiến tạo điều kiện cho công dân. Hiện gia đình bà Hằng đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc nhằm làm rõ những vi phạm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đây chỉ là một trong vô vàn vụ việc vướng mắc, khó thi hành án thời gian qua có nguyên nhân, án tuyên xong nhưng vô hiệu, không thi hành được.